Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về OTC trong thai kỳ. Thì các bạn biết là OTC là các thuốc mà được sử dụng mà không cần kê đơn của bác sĩ. Cho nên các bạn cần phải nhớ các thuốc này để mà có thể tư vấn. Mà ứng dụng như thế nào? Thì mình có một cách ứng dụng đơn giản như thế này thôi. Đó là các thuốc loại A chúng ta có thể sử dụng trong bất kỳ lúc nào trong thai kỳ cũng được. Ví dụ như acid folic hoặc là sắt hoặc là multivitamin chẳng hạn. Ngoại trừ các thuốc loại A thì các thuốc loại B trở xuống chúng ta sẽ sử dụng khi thực sự cần thiết và tránh tất cả, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Các thuốc loại B như là beta-lactam này, kháng beta-lactam á, Macrolide. Macrolide ngày xưa là được xem là an toàn hơn beta-lactam, nhưng mà các nghiên cứu gần đấy, đặc biệt là nghiên cứu Anh, thì cho thấy là Macrolide còn gây các dị tật còn nhiều hơn cả beta-lactam nữa, nhiều hơn gấp rưỡi so với beta-lactam, các dị tật như là hở hàm ếch chẳng hạn. Các thuốc loại D và loại X thì tuyệt đối không sử dụng trong thai kỳ, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải sử dụng để bảo toàn mạng sống cho bà mẹ. Ví dụ như thuốc ung thư thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn trong một trong hai trường hợp thôi. Nếu mà giữ mẹ thì chúng ta sẽ sử dụng, còn nếu giữ con thì chúng ta sẽ không sử dụng thuốc ung thư. Hoặc là trường hợp là nhiễm khuẩn nặng, nguy cấp, vì nếu mà bà bạn chết thì đứa con sẽ chết luôn. Các thuốc thuộc loại D giống như là doxycyclin chẳng hạn, 3 tháng cuối của thai kỳ á, là nó thuộc nhóm D. Tại vì khi này các tế bào xương của trẻ đã tạo nên rồi. Vì thế doxycyclin có thể tạo phức và gây tổn hại đến trẻ, gây chậm lớn của xương. Tuy nhiên nếu mà có một số trường hợp mà nhiễm khuẩn nó kháng hết kháng sinh rồi mà chỉ nhảy với doxycyclin thôi hoặc là minocycline thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng thôi. Các thuốc loại C không nên sử dụng trong trường hợp vẫn còn thuốc ở trên, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng khi thực sự cần thiết thôi. Nhưng mà đa phần ít lắm, ít khi mình đụng đến nhóm loại C lắm, giống như PPI này hoặc là ACEI, thuốc ức chế men chuyển á. ACEI á, là có thể gây cản dịch bào thai. Liên quan các thuốc nhằm đau nha. Đối với các thuốc giảm đau thì acetaminophen hay còn gọi là paracetamol là thuốc đầu tay. Các thuốc thuộc nhóm non-steroid như ibuprofen, ketoprofen, naproxen 3 tháng cuối thai kỳ đều là thuộc nhóm D hết. Trong hệ tuần hoàn của thai kỳ nó khác với hệ tuần hoàn ngày lớn. Động mạch chủ và động mạch phổi có một ống thông gọi là ống thông động mạch. Ống động mạch này á, nó sẽ bị đóng lại sau 2 đến 4 tuần sau khi sinh và nó sẽ đóng dựa vào nồng độ prostaglandin. Các bạn sử dụng các non-steroid á, nó sẽ có thể làm giảm nồng độ prostaglandin và gây đóng sớm ống động mạch của thai nhi và có thể gây tử vong cho thai nhi. Ngoài ra các hiệu ứng khác có thể là gây tăng áp huyết phổi kéo dài sau đó đối với trẻ sơ sinh, nhiễm động thật và xuất huyết màng ngoài tim. Cho nên trong 3 tháng cuối của thai kỳ tuyệt đối không dùng sử dụng non-steroid. Trong khi đó trong 2 tam kháng nguyệt đầu tiên, tức là 6 tháng đầu, chúng ta vẫn có thể sử dụng. Vì khi đó tuần hoàn của trẻ sơ sinh chưa xuất hiện. Nhưng mà khi tuần hoàn của trẻ sơ sinh đã xuất hiện thì không được sử dụng nữa. Còn aspirin thì nó có thể gây tăng tỷ lệ tử vong sơ sinh và gây quái thai. Cho nên tuyệt đối không sử dụng trong thai kỳ luôn. Thuốc chống sung huyết OTC, giảm đau và kháng histamine. Thuốc nào mình đưa lên đây, ở trên cùng á, tức là thuốc được lựa chọn ưu tiên. Các thuốc long đờm không nên sử dụng trong thai kỳ. Guaifenesin, dextromethorphan là một thuốc thuộc nhóm opioid nên không sử dụng trong thai kỳ luôn. Thuốc chống tiêu chảy, kaolin và pectin là nhóm thuốc mà được sử dụng ưu tiên nhất. Bismuth là kim loại nặng nên không sử dụng trong thai kỳ. Loperamide được sử dụng trong thai kỳ, tuy nhiên nó có thể làm tăng nguy cơ dị tật tim thai trong 3 tháng đầu, cho nên các bạn cần phải lưu ý. Thuốc kháng nấm thì tất cả là đều thuộc nhóm C của FDA hết, cho nên chúng ta không có sử dụng đường uống. Nhưng mà CDC khuyến cáo chỉ sử dụng các thuốc chống nấm âm đạo tại chỗ này trong thai kỳ, bao gồm như butoconazole, clotrimazole, miconazole và các thuốc tiêu toan như teconazole hoặc là nystatin. Đây là một số nghiên cứu này. Thì người ta nghiên cứu về quái thai của clotrimazole không cho thấy mối liên quan giữa dị tật thai nhi và việc sử dụng clotrimazole. Và một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra butoconazole và miconazole có khả năng an toàn trong tam giáng nguyệt thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi, chưa có ý nghĩa nhiều. Đối với thuốc lá nicotine thì sao? Nicotine thuộc bảng D FDA và nó có thể gây hại cho thai nhi nhiều, bao gồm là chậm phát triển trong tử cung, sinh non, dị tật thai nhi, xảy ra tự nhiên và dị tật trong thai nhi. Cơ chế chính là ảnh hưởng xấu này gây suy tử cung, giảm tưới máu oxy. Đầu tiên, bỏ hoàn toàn thuốc lá. Hy vọng ở đây các bạn không hút thuốc đúng không ạ? Hy vọng là như vậy. Có một số lượng nhất định bác sĩ tim mạch chúng ta hút thuốc đấy. Càng căng thẳng càng dễ hút thuốc, thậm chí bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hút thuốc. Tôi nói thật là tôi thấy là tôi cũng quá ngạc nhiên là tại sao chúng ta có thể hút thuốc được. Bởi vì đối với tôi thì thuốc lá là một cái gì đấy là nó chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn nội mạc, nó thúc đẩy quá trình xơ vữa và nó làm cho nứt vỡ và viêm tại chỗ nhiều hơn. Chả có lý do để hút thuốc cả. Và vì thế nên là chả có lý do gì để chúng ta có thể chấp nhận một ông hút thuốc ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà ra đường thì đâu đâu cũng thấy hút thuốc, đúng không ạ? Thậm chí các sếp chúng ta hút thuốc, về nhà bố mẹ chúng ta hút thuốc, và chúng ta coi như nó bình thường. Xin lỗi, nó không bình thường một chút nào cả. Nếu chúng ta muốn chữa cho bệnh nhân, chúng ta hãy nói như là chuyện đó. Phải tránh xa thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động có hại tương đương với cả chủ động, chả khác gì cả. Thế bạn muốn bị nhồi máu cơ tim không? Đấy, thì vậy các bạn hãy thay đổi điều đó. Đây là cái bảng để trả lời cho câu hỏi là có nên hút thuốc lá hay không. So sánh cả bị động, cả chủ động, cả trong nhà lẫn ở ngoài, và người ta đều thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta ở trong một cái nhà, chúng ta hút thuốc lá bị động thì nó cũng tăng nguy cơ biến cố mạch vành chúng ta lên từ 1,5 đến 2 lần. Chẳng khác gì chúng ta tự hút thuốc cả. Vậy chúng ta phải hiểu điều đó và nói cho người bệnh điều đó. Và đặc biệt là đừng bắt các bà, các cô phải chịu đựng ông chồng. Này, xin lỗi, chịu đựng cả đời đã chết rồi, lại còn phải chịu đựng thêm cái đống hút thuốc lá nữa. Để làm gì ạ? Đúng không ạ? Ông hút thuốc lá thì ông ra ngoài mà hút. Đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi muốn nói rõ là như vậy.